Kênh truyền hình SCTV6, phim 360 hoàn toàn mới. Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã đến với bản tin giải trí của Tin House vào ngày hôm nay. Và ngay bây giờ, hãy cùng Huyền Trang điểm xem ngày hôm nay chúng ta sẽ có những thông tin giải trí đáng chú ý nào nhé. Thời gian qua, các tin đồn vô căn cứ như lộ ảnh phóng the, cướp chồng, đẻ thuê đã bị Viu Anh liên tục phản bác, phủ nhận trên mạng xã hội. Tuy nhiên, vì dư âm của những tin đồn này vẫn còn kéo dài, nên nữ ca sĩ quyết định chấm dứt tất cả một lần bằng việc khởi kiện người tung các tin đồn thất thiệt về mình. Trong chia sẻ mới nhất trên trang cá nhân, Viu Anh thông báo khởi kiện CEO Đại Nam Nguyễn Phương Hằng vì đã tung tin vu khống xúc phạm mình lên Bộ Công an. Giọng ca Đồng Xanh cho biết, cô đã định bỏ qua mọi thứ nhưng vì nữ doanh nhân vẫn không ngừng tung tin thất thiệt, dẫn dắt dư luận chà đạp con cái, gia đình mình, nên Viu Anh quyết định mời tiến thẳng ra tòa án. Bên cạnh đó, nữ ca sĩ cũng khẳng định cô không có bất kỳ mối quan hệ nào với người đàn ông trong tin đồn đẻ thuê. Cô chửi chỉ có cô mới dạy được tôi à? Vâng, chỉ có cô mới dư sự độc ác để tôi phải làm đến cùng. Tôi đây sống thế nào, không đến lượt nhân cách như cô luận tội. Viu Anh viết trong tâm thư thông báo khởi kiện bà Phương Hằng. Được biết, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã tiếp nhận đơn tố cáo của Viu Anh. Luật sư của nữ ca sĩ cũng nộp đơn lên tòa án được một tuần. Mới đây nhất, dân tình lại được một phen nháo nhào khi phát hiện Hoa hậu Mai Phương Thúy, Hương Giang xuất hiện trong hàng loạt bài quảng cáo cho một sản phẩm giảm cân đang bị tuyết còi. Ngay sau khi rầm rộ sự việc trên, sáng ngày 2 tháng 7, Hoa hậu Mai Phương Thúy đã chính thức lên tiếng nhận lỗi với khán giả. Mai Phương Thúy cho biết, sáng sớm đọc được tin này Thúy rất bất ngờ. Nếu sự thật đúng như những gì bài báo nêu thì Thúy rất thất vọng và hối hận. Là người nổi tiếng, Thúy ý thức được trách nhiệm của mình với mỗi phát ngôn và hành động. Giờ nhìn lại thực sự thấy mình đã sai. Thúy xin gửi lời xin lỗi chân thành và sẵn sàng phối hợp với cơ quan chức năng để xử lý đúng mực những hành vi trái pháp luật gây ảnh hưởng đến người tiêu dùng. Trước đó vào tháng 3 năm 2021, Mai Phương Thúy xuất hiện trong video bí mật giúp Hoa hậu Mai Phương Thúy có vóc dáng chuẩn. Tại đây, cô dành nhiều lời khen ngợi cho sản phẩm giảm cân này. Thúy có một bí quyết để giảm cân trong thời gian ngắn như vậy, có hiệu quả rõ rệt mà không có tác dụng phụ. Thúy dùng để thay cho bữa sáng, nó rất là ngon. Bản thân Thúy quen sung sướng rồi nên không thể nào dùng cái gì mà mình cảm thấy khó chịu được, Mai Phương Thúy nói trong clip. Ngoài Mai Phương Thúy, Hương Giang cũng là nghệ sĩ nhận quảng cáo cho sản phẩm trên. Cô còn phát livestream quảng cáo về công dụng thần kỳ của sản phẩm này như thành phần từ thiên nhiên rất an toàn, đốt mỡ, ngăn chặn tích tụ và không cho mỡ quay trở lại. Tuy nhiên, sau khi bị gọi tên vào lùm xùm lăng xê sản phẩm bị thu hồi giấy phép, hiện Hương Giang vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi nào. Việc quảng cáo sản phẩm quá lố khiến người dân hiểu lầm tác dụng của sản phẩm là hành động đáng lên án. Sự việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh tiếp theo gửi tới các nghệ sĩ, những người có tầm ảnh hưởng đến công chúng trong việc nhận lời PR, quảng cáo sản phẩm. Câu chuyện Natalie mua đứt các bản hit độc quyền của Cao Thái Sơn đã ồn ào nay lại càng thêm ồn ào khi các Việt bất ngờ lên tiếng vào đêm ngày 1 tháng 7 tố Cao Thái Sơn giả tạo. Đồng thời tiết lộ vào năm 2009 do hết tiền nên anh từng hỏi bán ca khúc quên cho Cao Thái Sơn với giá 1 triệu đồng nhưng bị ép giá xuống còn 500.000 đồng. Mới đây, chia sẻ với truyền thông về con người Cao Thái Sơn, Khắc Việt khẳng định Cao Thái Sơn là người sống không có tâm, sống lợi dụng mọi người. Chỉ có Cao Thái Sơn tôi mới như vậy, chứ với nhiều ca sĩ khác, bao nhiêu tiền tôi cũng chẳng bán. Kể cả Natalie mua bài, nếu như là người khác, tôi cũng không bán. Nói về câu chuyện bị ép giá bài hát xuống 500.000 đồng, Khắc Việt kể lại, thực sự lúc đó nói thẳng ra là tôi nghèo, tôi không có tiền. Tôi còn nói bán giá 1 triệu thì Cao Thái Sơn có ép giá xuống còn 500.000. Tôi vẫn nhớ mãi kỷ niệm đó. Cậu ấy bắt chờ tận mấy tiếng đồng hồ đi diễn về. Tôi chờ từ 8 giờ tối đến 2 giờ sáng và rồi cho ăn được bữa bò nầm nướng. Khắc Việt cũng cho biết nguồn cơn của việc anh bán hai ca khúc Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về cho Natalie là vì thư ái Just Status nói về chuyện tình nghĩa của Cao Thái Sơn. Nửa đêm ngày 2 tháng 7, cộng đồng mạng lại tiếp tục hít đờ ra 3 giờ hành chính và lần này, Cao Thái Sơn lại được gọi tên giữa đêm. Cụ thể, mới đây, Khắc Việt đã viết một status dài tác tên Cao Thái Sơn nói rõ chuyện liên quan đến hai bài hát Bình Yên Nhé và Yêu Thương Quay Về mà nam ca sĩ từng hát cách đây ít ngày, dù cho đã được Natalie mua độc quyền trên toàn thế giới.
Các Việt có vẻ rất bức xúc. Anh cho biết bản thân rất tôn trọng Cao Thái Sơn nhưng bị nam ca sĩ cắt xén đoạn tin nhắn trò chuyện không rõ thời gian với mục đích được lợi cho bản thân. Các Việt bức xúc chất vấn Cao Thái Sơn khi biết Nathan Lee có ý định mua bài đã không lên tiếng gì cả, thậm chí không mua tiếp bản quyền mà hát chùa kiếm tiền bao lâu nay. Các Việt cũng nhắc lại năm xưa từng đói quá nên bán bài quên cho Cao Thái Sơn với giá 1 triệu. Tuy nhiên, thời đó, Cao Thái Sơn là ngôi sao đã ép giá xuống còn 500 ngàn. Số tiền này sau khi trả tiền nhà, Khắc Việt và em trai đã phải ăn mì tôm qua ngày. Vì thế, nam nhạc sĩ khẳng định, Cao Thái Sơn nói tình nghĩa là hoàn toàn không thể chấp nhận được vì rõ ràng anh chưa hề nuôi Khắc Việt ngày nào. Sau cùng, Khắc Việt tuyên bố thả anh cứ im lặng tôi và anh xong chuyện. Anh lại còn cắt hình ảnh nói chuyện trên inbox với nhau lên Facebook. Ok vậy tôi cũng nói rõ luôn đây cho anh biết, bớt giả tạo đi. Kèm theo đoạn status là hình ảnh Cao Thái Sơn nhắn tin, trách cứ Khắc Việt sao em bán em không báo anh thực sự buồn, nếu em báo một tiếng thì anh tôn trọng. Hóa ra trước đó ít phút, Cao Thái Sơn cũng từng viết một đoạn status tác tên Khắc Việt, cho biết việc anh hát hai bài nêu trên là hoàn toàn đúng theo thỏa thuận. Cao Thái Sơn cho biết phía Sơn và Khắc Việt thống nhất nếu có ngừng hợp tác hay bán cho người khác thì sẽ phải thông báo cho bên Sơn. Cho tới thời điểm tôi biểu diễn xong cũng không nhận được thông báo nào, nên bên Sơn có yêu cầu việc công bố bản quyền để đảm bảo sự tôn trọng đôi bên. Một lần nữa cảm ơn chân tình mà Khắc Việt đã dành cho Sơn. Kèm theo status, Cao Thái Sơn đăng tải hình ảnh chụp màn hình tin nhắn trò chuyện giữa anh và Khắc Việt. Trong đó Khắc Việt cho biết Cao Thái Sơn cứ hát, khi nào có người mua sẽ báo. Tuy nhiên, phần trò chuyện này không rõ ngày tháng nào cả. Hiện tại, Cao Thái Sơn như mọi lần đã nhanh chóng xóa status trên. Trong khi đó, sau khi biết được còn bài hát quên Cao Thái Sơn từng hát, Nathan Lee nhanh chóng để lại bình luận, cho biết sẽ mua lại bản quyền bài hát này vào sáng sớm mai. Về phía Khắc Việt, nam nhạc sĩ vẫn rất tức giận về chuyện của Cao Thái Sơn. Trong một bình luận, anh cho biết tử tế tặng luôn không bao giờ lấy tiền, không tử tế 10 tỷ không bán. Riêng Khắc Việt con người thực sự là thế luôn. Giảng viên và sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Y tế Hải Dương đã xung phong vào tâm dịch hỗ trợ. Toàn bộ đều có mặt từ sớm, mặc áo blue trắng, xếp hàng ngay ngắn để hoàn tất thủ tục bay từ Nội Bài đến thành phố Hồ Chí Minh. Trước hình ảnh này, đạo diễn phim Gái Già Lắm Chiêu Bảo Nhân đã bày tỏ sự thắc mắc qua một dòng status trên trang cá nhân. Tại sao mặc áo blue trắng đi ra khỏi bệnh viện rồi còn đi ra sân bay vậy nhỉ? Có ai hiểu quy tắc của việc mặc áo blue trắng không nhỉ? Ngay lập tức, bài viết của vị đạo diễn đã nhận về vô số tranh cãi gay gắt từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng Bảo Nhân đang ẩn ý chê bai các giảng viên, sinh viên trường y về việc mặc áo blue không đúng quy tắc. Chưa dừng lại ở đó, khi được một fan góp ý bằng lời lẽ nhẹ nhàng, các bạn không phải y bác sĩ, các bạn chỉ là các kỹ thuật viên và ngay lập tức khi rời máy bay thì tới các nơi để hỗ trợ ngày hôm qua em ơi, nên ủng hộ chứ đừng mỉa mai như vậy. Vị đạo diễn cầm trịch loạt phim trăm tỷ đáp trả gọn lòn, kiến thức thấp. Được biết, trước khi bén duyên với nghề đạo diễn và thành công rực rỡ với series Gái Già Lắm Chiêu, Bảo Nhân từng có một thời gian hoạt động trong ngành y khi làm bác sĩ thẩm mỹ. Do vậy, việc nam đạo diễn đưa ra thắc mắc chuyện mặc áo blue ngoài cộng đồng của đội ngũ y tế Hải Dương cũng là điều dễ hiểu. Tuy nhiên, trong bối cảnh cấp bách hiện nay khi cả nước phải gồng mình chống dịch COVID-19, việc soi mói quá mức về hình thức như vậy thực sự không cần thiết. Bên cạnh đó, thái độ có phần chua ngoa, không xem trọng người hâm mộ của nam đạo diễn cũng khiến dân mạng không hài lòng. Hiện tại, Bảo Nhân đã xóa bài viết gây tranh cãi này. Trang Sohu dẫn lại nguồn tin từ báo Hàn cho biết, Son Jong-ki đang vướng phải bê bối liên quan đến việc xây dựng trái phép, khiến hàng xóm phải đâm đơn khiếu nại. Theo đó, biệt thự của Son Jong-ki tại khu Itaewon nhận được khiếu nại từ người dân gần đó. Lý do là bởi nam diễn viên tự ý tăng độ dốc mặt đường để các xe chuyên chở có thể vào bãi đỗ tại công trình đang thi công. Điều này không chỉ vi phạm luật quản lý đường bộ mà còn gây bất tiện cho người dân xung quanh. Một số người dân phản ánh rằng khi tăng độ dốc mặt đường, nơi đây thường xuyên xảy ra tai nạn, khung gầm xe hơi bị xây sát. Đã có một vụ tai nạn nguy hiểm xảy ra, xe trượt dốc, suýt đâm vào tòa nhà đối diện. Chính quyền Jongsan, Seoul đã tuyên bố rằng việc sửa đổi con đường khi không được cấp phép là bất hợp pháp. Họ đã thông báo với phía Son Jong-ki để yêu cầu thay đổi, đưa con đường trở lại hiện trạng ban đầu. Công ty quản lý của Son Jong-ki đã tuyên bố rằng họ đã đệ trình kế hoạch sửa đổi con đường cho các bộ phận liên quan vào ngày hôm qua, hứa hẹn sẽ khôi phục con đường về hình dạng ban đầu. Vừa
Vừa rồi là những thông tin thú vị mà chúng mình đã mang đến cho các bạn trong vòng 24 giờ qua. Và chắc chắn rồi, vào khung giờ này ngày mai, Tin House sẽ quay trở lại và mang đến cho các bạn nhiều thông tin vui vẻ hơn nữa. Còn bây giờ thời lượng của chương trình đã hết rồi. Và các bạn nhớ hãy ấn like, share và theo dõi chúng mình trên kênh để chúng ta có thể tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những số tiếp theo nhé. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Kênh truyền hình SCTV 6, phim 360 hoàn toàn mới.